thôi. Ông Phôi. Ai đây? Em Bơm đây. Ôi trời ơi, chú Bơm đấy à. Vâng. Chúc mừng năm mới nhá. Sang năm mới là chúc cô chú là một năm mới mạnh khỏe này, làm ăn phát thôi. Tài. Nhiều người vã khổ xăm quá. Bác vừa chúc em hôm qua rồi, chúc nhiều thế, thì sang năm thì em nhiều lộc quá, không biết bỏ đi đâu thì chết. Ồ, Tết cửa miệng là cứ phải chúc nhau như thế. Vâng, thôi em sang đây để... Để cái gì mà đi đâu mà chú ăn mặc không? Được không ạ? Đẹp nhỉ? Vâng. Trong vàng, ngoài này còn tía tía. Vâng. Này, úi dồi, sao đi mặc vest mà lại đi giày thể thao thế? Vâng. Bác có nhớ cái anh bạn ngày xưa đi lính cùng với em không? Cái anh mà, anh Thăng ấy. Anh Thăng cận cận ấy. Trời ơi, bây giờ trông chú ấy giống bác Đăng Thành lắm. Đúng rồi, đấy, anh ấy chuyên môn đi thế này thôi. Anh bảo là đi thế này cho nó chắc chắn đấy, cho nó cơ động. Rồi, và... thế thôi, đi vào trong nhà nói chuyện đi. Thôi, nước non gì nữa, đi thôi. Đi đâu? Em rủ bác đi chúc Tết. Chúc, khổ quá, trong khu này tôi đi hết rồi, chả nhà nào nó chưa đi cả. Bác quên là ông tổ trưởng dân phố của mình ấy, bây giờ ông ấy chuyển sang nhà mới. Mời anh em mình đến thăm nhà mới và nhân tiện mình chúc Tết luôn. Rồi rồi, tôi nhớ rồi, khổ quá, bây giờ lẫn rồi đấy. Ông ấy chuyển đâu đến cái chung cư gì mà rất là khó nhớ tên này. Chung cư cao cấp Thiên Đường. À, chung cư Thiên Đường. Vâng. Mà này, sao ông ấy không ở đây cho nó gần gặn. Khổ quá, cứ ngày Tết ngày tận nhất mình đi thăm nhau cho nó dễ nhỉ. Khổ, bác ơi, xa xôi như thế, mình đến thì cái tình cảm nó mới quý. À, đúng rồi. Mà nghe nói thế bảo đến đấy, tôi thế bảo là cũng phải hẹn gặp mới được hay sao. Ok, chung cư cao cấp nó phải thế chứ. Bác biết không, vào đấy là phải đăng ký. Tên em với bác là được đăng ký rồi. Thế à? Vâng, ngày xưa ông ở đây khu xóm lao động thì không nói làm gì, cửa lúc nào cũng mở chật quá mà. Thế cho nên là anh em mình thích lúc nào thì nhảy chồm vào lúc đấy. Nhưng bây giờ sang bên kia, bác biết không, nghe nói là cái căn hộ của ông ấy nhá, có những 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, tiện nghi điện nước đầy đủ nhá. Đấy, thế cho nên là mà nhá, ở dưới nhà nhá có đến một trung đội bảo vệ. Khiếp khiếp, thế à? Bác đi xe đến đấy một cái nhá. Này, cách được khoảng 10 mét có một cái vạch này, đỗ lại, tắt máy, đẩy xe vào, xuất trình giấy tờ. Khiếp, này, đi đến thăm người nhà chứ không phải thăm người ốm đâu mà khiếp, phải chấp hành đầy đủ quy định như thế. Bây giờ sống tiện nghi như thế thì cái nội quy của nó phải chặt chẽ. Thôi, bác vào thay quần áo đi, xong rồi đi không có muộn. Để tôi thay đôi giày với cái áo vest. Vâng. Đây rồi thế bác ạ. Thế à, đúng là chung cư cao tầng có khác. Này, nhà chọc trời, có khi bước ra một cái là lên tận trời ngay, cho nên người ta đặt tên là chung cư Thiên Đàng cũng đúng đấy chú ạ. Khổ quá. Bác ơi, được, đừng ngửa lên nữa. Không ngửa lên thì nhìn làm sao được. Ôi, đừng có ngửa lên nữa rồi nó nhổ cho bãi nước bọt ra đấy. Này. Thằng này lỡ dỡ đây tìm ai đấy? Chào chú, chúng tôi hỏi nhà ông Long. Vâng. Long nào? Ở đây có nhiều long lắm. Long trèo này, long ruồi này, long tẩm. Tìm long nào? Thật ra với chú là ông ở phố trước đây chỉ có gọi là ông Long thôi. Long đơn thuần. Thế mà bảo ông ấy chuyển đến cái chung cư Thiên Đàng thì là... Tết tôi cũng không biết thăm là... Mà. Không biết là ông ấy tên là biệt danh là gì. Hay là chú thử nhắc lại xem nếu mà đúng bạn chúng tôi cái là chúng tôi biết ngay. Chú tả hộ cái. Ông Long ruồi ấy, là ông ấy có cái nốt ruồi ở nách, như là gọi là long ruồi, hiểu chưa? Chú buồn cười thật đấy nhỉ. Ai người ta cho xem nốt ruồi ở nách mà ai nhìn thấy bao giờ? Ông cũng dơ nách nên đâu mà biết. Đúng. Không biết. Ông này ấy, là ngày nào ông chả mặc áo ba lỗ, ông ngồi, ông ấy xỉa răng ở dưới sảnh như này. Thế thì không phải rồi. Không phải rồi. Cái ông Long bán tôi ấy là ông ấy sạch sẽ lắm. Ông không phải có nốt ruồi ở nách đâu. Ông này nhá, đi đổ rác là cũng thay một bộ quan lê mới. Mà dắt chó đi dạo ông cũng thay cả vạt. Ông ấy lịch sự lắm chứ không như cái ông Long này đâu. Thế còn ông Long nào khác không? Hay là ông Long trèo? Không, ông Long bạn chúng tôi là ông ấy không hát hò gì cả. Không, ông biết hát trèo. Khổ quá, đây không phải là hát trèo. Trước thì mà ông này là ông ấy, ông Long này là chuyên môn nuôi chim. Úi giời. Nuôi chim thì phải đặt là ông Long chim, tại sao lại còn là ông Long trèo? Ông ấy chuyên môn nuôi chim trèo bẻo. Nhiều loại chim khác nhau. Rồi. Nhưng mà không phải đâu. Ông Long bạn chúng tôi là ông không thích chim. Đúng không rồi. Không phải à? Chú tả lại xem còn ông nào khác không? Hay là ông Long Tẩm? Không, ông này thì bố ông không phải tên là Tẩm. Không phải là bố ông tên là Tẩm, ông này ông làm nghề tẩm quất nên là gọi là Long Tẩm. Úi giời ơi. Chung cư cao cấp quá khác, dịch vụ chả thiếu gì thôi. Chả thiếu cái gì? Nuôi chim này, tẩm quất này. Nhưng mà những cái ông Long mà biệt danh như thế là không phải bạn tôi. Không phải. Chú xem còn Long ông nào không? Hết rồi đấy. Những ông Long tên có biệt hiệu là hết rồi đấy. Quái nhỉ.
À, đúng rồi. Sao? Này, cái ông Long này, ông không có biệt hiệu, nhưng mà con trai ông tên là Lý. À, ông Long bố Lý Tuét đấy gì? Đúng rồi. À. Không phải Lý Tuét. Nhà trên kia. Đâu? Trên nào? Nhà tầng 48. Úi dồi ôi. Tầng 48 cơ. Thế thì leo đến bao giờ đến nơi hả chú? Khổ mấy ông này, chả biết cái gì cả. Chung cư người ta có thang máy, tốc độ cao, mô men xoắn cực đại, đi vèo cái lên nơi. Thôi, chú cho tôi gửi xe nhá. Đây, vé đây, đưa xe dưới tầng hầm nhá. Xuống dưới hầm ạ. Đây tầng hầm, xuống dưới tầng hầm nhá. Này, đưa tiền đấy. À, tiền trước ạ. Ừ. Xin lỗi. Cái gì? Sao lại 2.000? 20.000 nữa đây. Ô này, giá của nhà nước quy định là xe máy chỉ có 2.000 thôi. Đưa thế này chú còn đòi 20.000 là sao? Tôi không biết ở đâu quy định như nào, nhưng mà ở đây là 20.000. Đưa đây. Sao lại 20.000? Gấp 10 lần cơ. Ờ. Ở đây tính tiền theo bánh, 10.000 bánh, đưa đây 20.000. Có cái trần đời chứ thế, ai bảo là tính tiền trong xe lại theo bánh đấy. Này, thế tôi hỏi chú là xe máy chú lấy thế thì bị ô tô chú lấy người ta bao nhiêu? 50.000. Chú đừng tưởng là bọn tôi là không biết tính nhá. Không tính cho tôi em nào. Ô tô của người ta có 4 bánh, 40 chứ sao có lên 50. Thế mà cũng đòi không tính thêm cái bánh dự phòng à? Bánh sơ cua. Bánh đấy nó có nằm trên đường nhưng mà tính tiền. Tính hết 10.000 bánh, 50.000 đấy. Nào đưa 20.000. Nào nhanh lên, không hết giờ là không lên thăm được đâu. Thôi. Bây giờ đấy. Tôi đưa 2.000. Đấy, đưa giả lại đấy. Nhớ giữ vé cẩn thận đấy nhá. Bác ơi, cho nhờ hai bà cháu tí ạ. Nhờ bác tí ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Đấy, bác thấy chưa? Đây này, chuyên chim cảnh đây này. Lóc chéo. Úi dồi, này có cả lớp học yoga nhá. Cơm văn phòng, bún phở đây này. Úi chết thật đấy, có cả bún đậu mắm tôm thế này. Này, chú ơi, đúng là chung cư cao cấp. Chết, dịch vụ nhàn nhản như này, chả phải đi đâu cả đúng không? Phục vụ đầy đủ. Chào chú. Dạ vâng ạ, em chào lại bác ạ. Năm sớm, chúc sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn này chú bác. Chú sống ở đây à? Dạ vâng, em đến đây cũng được mấy năm rồi ạ. Thế dạ, à? Vâng ạ. Chết, đúng là chung cư cao cấp có khác. Cao to mà đẹp lắm. Chết, mọi thứ trong này là phục vụ tiện nghi đầy đủ. Tôi nghĩ là chả phải đi đâu sức, ở đây đủ hết cái gì. Ui giời, bác chả biết, em đang muốn đi chả được cái này. Sao lại muốn đi? Thì bác thấy đấy, đồng không mông quạnh, đi lại thì vất vả, có cái gì đâu. Này. Nhưng mà tôi tưởng là đã gọi là chung cư cao cấp thì những cái tiện ích xã hội nó phải đầy đủ hết cả chứ. Điện đường trường trạm các thứ nó phải đủ chứ. Thì đấy, thì em đính cái đến đây thì phải cuộc sống văn minh. Nhưng mà đến đây mấy năm rồi, có thấy người ta xây trường, xây chợ đâu. Vẫn phải đưa con lên tận phố để đi học, đi lại vất vả lắm ạ. Chết thế thì chết, thế tôi tưởng là cao cấp nữa nhỉ. Úi trời, cái gì đấy? Mất điện rồi. Tầng trên hay tầng dưới? Tôi vừa dưới tầng dưới lên. Ui dào, tầng dưới hay tầng trên? Tôi vừa chạy lên xuống chẳng thấy gì cả. Thế này em nhá, bây giờ em phân công cái này. Bác chạy xuống tầng dưới nhá, còn bác chạy lên tầng trên. Em ở đây canh nhá. Ừ. Chú gì ơi? Dạ. Tôi hỏi khí không phải. Vừa xảy ra chuyện gì đấy? Mà cái bác này hỏi hay nhỉ? Cái bác thấy mất điện nhỉ? Này chú ơi, nhưng mà mất điện sao lại cứ thổi còi như kiểu báo cháy thế? Ui giời, các bác ở xa đến đây đúng không? Bọn em ấy ở đây là thường xuyên bị mất điện. Có những hôm em ở trong thang máy những một ngày đấy. Ôi chết, này, chung cư cao cấp, nếu mà mất điện như thế người ta phải có nguồn điện dự phòng. Phải có máy phát chứ lại. Nếu mà ở trong đấy từ sáng đến tối có mà chết con người ta à? Thì đấy, thì bọn em vẫn đang chờ kinh phí đấy. Ôi giời này, thế nhưng mà vấn đề là tôi vẫn chưa hiểu là mất điện thì tại sao lại cứ phải thổi còi để làm gì? Cái bác này thì bác nghe em giải thích nhá. Thì bọn em ở đây ấy là thường xuyên liên tục bị mất điện. Thế là bọn em phải cứ bước chân vào cái thang máy là phải có cái còi kẹt ở tầng nào thì thổi lên để người ngoài người ta nghe tiếng, người ta còn đến giải cứu chứ. Ý kiến này hay đấy. Có lẽ là nhiều chung cư phải đến học tập chú cái này đấy. Này thế nhưng mà tôi hỏi này, các chú ở đây thì quen rồi không nói làm gì. Nhưng bọn tôi là khách, không biết cứ nhỡ vào trong này thì để mà chết dí ở trong đấy à? Thì xuống phòng bảo vệ, ở đấy họ cho thuê dịch vụ đấy. Nếu mà không có thì các bác cứ đứng ở đây chờ, ai có còi thì đi nhờ người ta. Có điện rồi bác ơi, vào thôi, có điện rồi ạ. Thì chờ cho người ta ra thôi chứ.
2301 đúng. Có đúng đây không? Đúng đúng, đúng rồi, đúng rồi. Chú phải hỏi cẩn thận, không tết nhỡ rông đấy. Không, bác yên tâm. Bấm chuông đi xem nào. À, trời ơi, đã bảo không mua bán gì đâu. Đi đi. Ông ấy nói chuyện với ai nhỉ? Thế bảo đi đi, năm mới mà đuổi thế nhỉ? Không, chắc là không phải đâu. Bác Long ơi! Bác Long! Bác Long ơi! Em là Bơm với cả bác Phô đến để mà chúc Tết bác đây. Ôi, đúng rồi. Ôi, chào bác. Chào hai chú. Năm mới chúc hai chú mạnh khỏe nhé. Chúc bác mạnh khỏe. Bác với gia đình là mạnh khỏe. Vâng, làm ơn và phát đạt. Vâng. Cảm ơn. Này, như vừa rồi bác nói chuyện với ai đấy? Không, nói chuyện với ai đâu. À, tôi tưởng các chú là cái người tiếp thị. Đến tiếp thị ga với xà phòng. Gớm thì sáng giờ nó bấm chuông là mấy chục lần rồi. Thế tôi đuổi đi đấy mà. Có gì đâu. Tôi mời hai chú vào trong nhà. Đây, nhà tôi trong nhà. Vâng. Ôi chết. Chú bỏ đôi giày ra chỗ. Khổ quá, chú Bơm, chú sợ mất giày. Bác ơi, đấy. Quá. Chú xem được không? Chết. Ui dồi ôi, mấy cái bóng đèn nhìn vào hoa cả mắt này bác ạ. Ui dồi ôi, chưa bao giờ thấy cái phòng khách nào lại rộng mà đẹp thế này. Chỗ này có được đến 100 mét không bác? Được chứ. Ui dồi ôi, chết. 100 mét mà dưới phố nhà mình có khi cưa ra làm 3, làm 4 ấy bác ạ. Đấy thì ngày xưa nhà bác ấy ở cái chỗ mà mặc áo mà tay dơ này còn thò ra cửa sổ cơ mà. Chết. Này, bác ơi. Ui dồi ôi, này, cái vườn ngoài kia em thấy có mà nó đẹp cứ như cái vườn sinh vật cảnh của bác ấy nhỉ. Đúng. Này, tầng 48 mà có cái vườn này gọi là vườn treo Babylon đấy. Chết, chú Bơm giỏi tưởng tượng nhỉ. Bà cha. Quá. Này, ở như thế này mà. Ở một ngày chết đáng. Giỏi đầu xuân năm mới. Em chú đẹp quá. Ừ. Bác ơi. Úi dồi ôi. Cái gì? Cái gì đấy? Bác cái gì đấy? Ơi. Đất à? Đất à? Bình tĩnh. Ở trên họ sửa nhà đó mà. Nhà tôi ở đâu quen rồi. Sao lại sửa nhà? Ừ. Thế em tưởng là người ta gọi là chung cư cao cấp thì chỉ việc là thuận mua vừa bán xong rồi chìa khóa trong tay chỉ việc là cắp đít đến ở thôi chứ. Ôi giời ơi chú. À tức là dọn đến ở thì cần gì phải sửa. Ôi giời hai chú này lạc hậu quá. Chà. Đã dọn đến chung cư mà không phải sửa sang lại thì sao gọi là chung cư cao cấp được. Thế là thế nào ạ? Tức là này, mỗi nhà một kiểu. Vâng. Có người thì thích lát vào cái ván gỗ. Vâng. Có người thì thích ốp lát màu hồng. Có người thì thích cái toilet của mình màu tím. Có người thích mở rộng cái diện tích của phòng khách ra nữa. Rồi mỗi người một kiểu. Về đây là phải thiết kế lại hết, sửa sang lại hết cái chú ạ. Này, nếu mà em mà có tiền mà em làm được mua được cái chung cư này, em thích cái chuồng xí nhà em nó phải màu đỏ. Trời ơi, đầu xuân năm mới chú làm sao đấy? Thì mình cứ ước mơ thế thôi. Thôi. Này, nhưng mà em hỏi thật nhé. Thế ai cũng đến mà muốn sửa sang cái nhà của mình theo ý của riêng mình ấy. Ừ. Thì cả một cái khu rộng lớn như thế này thì biết đến bao giờ mới hết cái cảnh đập phá này. Thì mình cũng phải chờ đợi thôi. Có thể là khoảng độ 3-4 năm gì đó. Úi dồi ôi, 3-4 năm. Ôi mà tôi quen cái chuyện thế rồi các chú ạ. À mà thôi này. Dạ. Năm mới nhá. Mời các chú vào trong kia nhâm nhi với tôi một tí. Dạ thôi bác thông cảm, trước khi đến thăm bác là anh em cũng đã sơi ở nhà rồi. Đấy, sơi gì thì sơi chứ. Ôi trời ơi. Tết nhất mà mời ăn mời uống không được là rông cả năm. Đúng đấy. Rồi, ai lại thế tết nhất được. Với lại hơn nữa là anh em mình vượt bao nhiêu là gian khó mới đến được đây. Ừ. Cũng phải làm một tí cho nó phấn khởi chứ. Đúng đi, rồi. Ở đâu bác? Vâng, ở đâu bác? Ui cha cha. Thơm quá bác Long ạ. Ui giời ơi. Quá. Cái món gì đấy bác? Lẩu. Ui giời. Này. Gươm. Đầu xuân năm mới mà bác Long bác cái chả kiêng kỵ gì cả. Gươm này thiết đây anh em mình cả lẩu chó đấy này. Lẩu chó à? Này, thảo nào thơm quá. Bác ơi, lẩu chó mà. Nhưng mà cái rượu này uống với lẩu chó em thấy không hợp. Ấy, sao? Em thích cái rượu mà cái hôm mà bác xuống bác vận động bà con ở dưới phố em là tiêm phòng chó dại ấy. Bác có cái nút chuối, bác có nút ở trong túi bác tháo ra cho bọn em uống ấy. Cứ lùi. Cái đấy ngon. Bác Phú ơi, chết rồi. Tết nhất thì ai lại thế? Em thấy là lẩu chó này được uống với cả rượu vang là phong thủy lắm rồi. Thế thì lẩu chó uống với rượu vang chú tính thế nào ấy? Thôi cái chú ơi, bàn tán mãi. Nào, chúng ta chúc mừng năm mới đã. Dạ vâng. Dạ, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Không, ai ném đâu. Ngựa trên trần nó rơi xuống đó mà. Này, các chú, mỗi người đội một cái cho nó an toàn nhá. Nhà đẹp thế này mà vừa lại dùng là thế nào? Ừ, bác ơi, chung cư cao cấp mà. Nhưng mà thôi,
có mỗi miếng vữa bằng cái này thôi, làm gì mà phải đội mũ bảo hiểm để mời dân ngồi ăn lẩu đâu chứ. Không ơi trời, chú không ở đây chú không biết đâu. Tôi ở đây tôi biết chứ. Một cái miếng như này ấy, bằng bàn tay ấy, là báo hiệu thôi. Sau đây một lúc thôi là một miếng à, to cái bàn này. Chú ơi, thôi, thôi. Đấy, chú ơi, chú ơi, chú bê cho tôi cái nồi lẩu, chú cầm bàn. Chúng mình nhậu ở dưới cho nó an toàn, chú nhá. Chuyện phải đến mức độ thế cơ. Ừ, mang xuống dưới đây. Vâng, đây, mang xuống dưới đây. Ôi trời ơi, chung cư cao cấp mà nhậu nhạt phải xuống gầm bàn mới nhậu được à? Ôi trời ơi.